Những hình vẽ tinh tế, ngộ nghĩnh này đến từ bàn tay của một nhà thiết kế thời trang. Làm thiết kế gần 10 năm, nhìn thấy ngành công nghiệp thời trang gây nguy hiểm cho môi trường sống quá nhiều, chị Hứa Minh Quyên quyết định dừng công việc có mức lương cao để đi nhặt ve chai, sau đó tái chế thành vật dụng trang trí đẹp mắt. Có một hôm tình cờ là mình đi ra bãi rác của, không phải bãi rác, cái thùng rác của chung cái khu chung cư mình ở để mình bỏ rác ở đó. Thì mình nhìn thấy có hai thùng vỏ chai người ta bỏ ở đó. Mà khi cô đi mua ve chai á, cô thường ghé qua thì mình hỏi sao cô không lấy những cái chai đó. Thì cô bảo là chai đó bây giờ người ta cũng không mua nữa, vựa ve chai, nói là vựa ve chai nhưng người ta không mua ve chai. Người ta chỉ mua phế liệu thôi. Mình nghĩ là nếu mình mà không mang những cái chai đó đi thì không biết ai sẽ mang đi, và nó sẽ bị vứt vào trong những cái đống rác khác vỡ ra, và cái mảnh vụn thủy tinh đó nó sẽ gây nguy hiểm cho người khác như thế nào. Thế là mình mới mang hết hai cái túi to chai đó về nhà. Mình rửa những cái chai đó đi, mình vẽ lên và mình chia sẻ cái câu chuyện của mình trên Facebook. Mình nói về cái tác hại của chai lọ thủy tinh khi mà mình vứt ra ngoài môi trường á, thì nó sẽ vỡ vụn ra và nó sẽ gây nguy hiểm nếu bị lẫn trong đất, lẫn trong một số rác thải mà người xử lý họ sẽ gặp phải. Vỏ chai thủy tinh để nung chảy mất nhiệt lượng khá cao và cần một thời gian dài để phân hủy. Việc vẽ chai thủy tinh kéo dài quãng đời của nó được nhiều người quan tâm. Thứ bảy hàng tuần, chị Quyên tổ chức lớp học vẽ chai thủy tinh. Học phí một buổi cho người lớn là 100.000 đồng và trẻ em là 70.000 đồng. Dù bạn là ai, chỉ cần bạn quan tâm đến môi trường thì đều có thể đến vẽ, trò chuyện và đưa ra các phong cách sống tích cực và thân thiện với môi trường. Mình thấy là chương trình nó rất là ý nghĩa. Thứ nhất là giúp bé có một cái không gian chơi rất là tốt. Bé không có phải lệ thuộc vào những cái trò chơi điện tử như iPad hoặc là TV. Cái thứ hai nữa là bé sẽ nhận thức được rằng những cái chai thủy tinh như thế này nè, thì bé không có thể vứt lung tung được, mà có thể tận dụng lại. Bé có thể vẽ, bé có thể làm những cái đồ homemade với trang trí trong phòng hoặc là trong nhà cho nó đẹp. Đó là cũng là một cách để mà giúp cho bé nhận ra được là mình cần phải bảo vệ môi trường như thế nào. Cái vấn đề ô nhiễm môi trường biển với lại cái việc mà ô nhiễm môi trường hiện nay ấy, thì mình cũng đang quan tâm về nó. Nên là mình nghĩ là vẽ một cái chai như vậy thì nó sẽ, mình thấy nó hàng ngày thì sẽ nhắc nhở mình có ý thức bảo vệ môi trường hơn. Để có thể vẽ các chi tiết nhỏ xíu lên bề mặt thủy tinh trơn láng như thế này, chị Quyên sử dụng màu vẽ trên kính, loại hay dùng vẽ kính nhà thờ để màu không bị chảy và nhanh khô. Sau khi vẽ, chai thủy tinh sẽ được phủ một lớp keo để giữ bền màu và không bay hình vẽ khi gặp nước. Bạn có thấy cái chai này là mình vừa mới vẽ xong nè. Từ một cái chai thủy tinh mọi người bỏ đi, bây giờ mình rửa sạch, mình làm sạch và mình vẽ lên trang trí bằng những cái loại màu ở đây. Là chúng ta đã có một cái chai dễ thương rồi. Mình có thể dùng cắm hoa, làm đèn ngủ, trang trí. Nói chung là nhiều công dụng lắm ạ. Các bạn hãy tái chế và sử dụng lại những tất cả những thứ gì mà mình có thể tái chế được ở trong nhà.